Con xin chào các thầy cô giáo và tất cả các bạn. Hôm nay con tên là Vũ Mạnh Dũng, lớp 4A2, trường tiểu học Cự Khối, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Hôm nay con xin được giới thiệu về sản phẩm của con là một ứng dụng có tên là đồng hồ báo thức. Lý do con tạo ra sản phẩm này đó là con đã được thầy dạy cho rất là nhiều bài lập trình và con đã tự nghĩ ra một sản phẩm riêng cho mình, đó là sản phẩm đồng hồ báo thức. Khi con bấm vào lá cờ xanh, đồng hồ sẽ chạy, và khi con đặt một giờ bất kỳ thì nó sẽ reo lên tiếng chuông, và khi con bấm vào nút dừng lại stop thì nó sẽ dừng lại tất cả toàn bộ chương trình. Và tất cả đồ họa và những hình ảnh này con đều tự vẽ và lấy trên thư viện. Con thích nhất đó là nhân vật dừng lại và stop. Lý do con thích nhân vật này đó là khi con bấm vào nhân vật này, tất cả chương trình sẽ dừng lại. Và lỗi mà khi con gặp ở trong chương trình này đó là khi con vẽ bị sai và con điều chỉnh những số không đúng nên nó đã chạy sai. Và trong tương lai, con sẽ lập trình thêm cho đồ họa của con đẹp hơn, và đồng hồ của con và hình ảnh nó sẽ có phần đẹp hơn, và con sẽ thêm âm nhạc ở trong phông nền. Bài thuyết trình của con đến đây là kết thúc. Xin mời tất cả các bạn và thầy cô nhận xét ạ. Rồi, cảm ơn Mạnh Dũng đã chia sẻ về dự án của mình. Mạnh Dũng vừa có chia sẻ đó là trong quá trình làm của con ấy thì là chỉnh các cái số trên mặt đồng hồ thì gặp khó khăn đúng không? Nhưng mà con chưa thể Vâng chưa gì ạ. con chia sẻ lại là con đã khắc phục được cái khó khăn đó chưa? Con đã khắc phục được khó khăn đấy rồi ạ. Ừ, con đã biết cách khắc phục rồi đúng không? Mạnh Dũng có thể giải thích cho thầy giáo và các bạn một cái chức năng lập trình nổi bật nào nhất của chương trình mà con cảm thấy yêu thích được không? Chức năng nổi bật mà con yêu thích nhất đó là khi bấm vào nhân vật này và dừng lại tất cả. Ừ. À, con rất thích cái chức năng sáng tạo này của mình là có thể dừng được toàn bộ chương trình và dừng được cả cái phần đặt chuông báo thức đúng không? Vâng ạ. Ừ, rồi. Cảm ơn phần chia sẻ của bạn Mạnh Dũng. Ta vừa được nghe bạn Mạnh Dũng chia sẻ về dự án của mình. Sau đây thì thầy sẽ mời các bạn chúng ta sẽ chia sẻ về dự án của Mạnh Dũng nhé. Thầy mời Phúc Lâm nào. Con thấy là phần thuyết trình của bạn đã tốt rồi, mẹ bạn cũng tốt một chút. Còn phần đồ họa của con ấy thì con thấy là các cái ô thứ ngày tháng năm ở đấy nên chỉnh lại sao cho nó không bị thưa ở cái phía bên tay trái. Còn cái mặt đồng hồ của bạn thì các cái chữ số thì bạn đấy nên có kiểu chữ khác, tại vì cái kiểu chữ này nó không được phù hợp. Với ở cái phông nền của bạn thì nên có màu khác. Bạn ấy, với ở con cũng góp ý thêm cho bạn ấy là bạn ấy cần thêm hiển thị cái giờ báo thức và phút báo thức, và cái chức năng dừng lại stop của bọn đấy là đấy, nên là có cái khối lệnh khi bấm vào nhân vật này và ngừng mọi âm thanh thì nó sẽ phù hợp hơn, giống như thầy vừa sửa cho con. Rồi, cảm ơn ý kiến của bạn Phúc Lâm. Rồi, thầy mời bạn Chi nào. Con thưa thầy,
là ví dụ lá này của bạn ấy thì là có một cái phần nó kiểu bị, tức là bạn ấy bị nhầm cái phần thể hiện, cái phần rồi bạn thức về câu phút bạn thức ra cái phần ô trả lời đấy à? Là bạn kiểu để mỗi cái ô trả lời vào thôi để nhầm ấy à? Ừ, chỉ còn là bạn ấy chưa đặt cái phần giờ báo thức và phút báo thức hiển thị ở ngoài màn hình đúng không, mà chỉ để nguyên cái phần biến trả lời đúng không? Vâng ạ. Ừ, rồi có nhận xét gì về cái phần thuyết trình của bạn? Là bạn thuyết trình thì đã đầy đủ rồi nhưng mà nó vẫn hơi bị vấp một vài đoạn. Ừ, rồi cảm ơn ý kiến của bạn Chi. Thế mời Nhật Minh nào. Thưa thầy, Chắc là sống được. thưa thầy là bạn thấy dự án của bạn cũng tốt rồi nhưng mà cái kim đồng hồ của bạn hơi bị to rồi. À, thì mình có góp ý là cái kim đồng hồ nó hơi to một chút đúng không? Ừ, Rồi, con có muốn chia sẻ gì thêm về dự án của bạn nữa không? không. Ừ. Phúc Lâm muốn hỏi thêm gì không? Thì Phúc Lâm giơ tay. Có không thầy? Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn bạn là Mạnh Dũng vừa chia sẻ về dự án của mình. Sau đây thì Theo sẽ có cái phần chia sẻ như sau. À, thứ nhất, đánh giá về cái phần thuyết trình. Thì nội dung thuyết trình ở đây thì Theo thấy là Mạnh Dũng đã thực hiện về cơ bản đó là đầy đủ các cái bước thuyết trình theo yêu cầu của thầy. À, về kỹ năng thuyết trình thì Theo thấy là Mạnh Dũng khá là tự tin, à, nói to, rõ ràng, mạnh dạn chia sẻ về dự án. Tuy nhiên thì có thể nói chậm hơn một chút xíu nữa à, thì tốt hơn nhá. Rồi, phần thuyết trình của con về cơ bản là tốt, thầy khen Mạnh Dũng. Rồi, con có thể chia sẻ phần màn hình. À, Theo muốn là bây giờ con có thể click chuột vào lá cờ xanh lại được không? Con phóng to chương trình lên. Rồi, con bấm vào lá cờ xanh để chạy cái chương trình này. Ừ. Mạnh Dũng bấm chưa? Có đúng rồi ạ. Con bấm lại nào, bởi vì cái giờ của nó thì Theo thấy hình như là nó hiển thị chưa đúng. Bây giờ đồng hồ của thầy đang là 8 giờ kém 15 phút. Đúng không? Đó, thì nếu mà chạy như thế này thì cái giờ của Mạnh Dũng khả năng là đang chạy chưa đúng đúng không? Mạnh Dũng có nhìn thấy không? Đồng hồ của thầy bây giờ đang là 8 giờ kém 15. Mà nếu như của con, cái kim xanh này của con nó là kim giờ à? Cái Xanh kim nhạt. xanh nước biển Vâng. của qua là kim giờ. Ừ, nhưng mà bây giờ của giờ của mình bây giờ đang là mấy giờ? Đang là 19 giờ 47 rồi. Đúng không? Nó phải là 8 giờ gần kém 10 phút rồi. Đúng không? Rồi con phóng to nhỏ Vâng. cái chị thu nhỏ cái chương trình lại, thầy ngó qua cái chương trình của con nào. Đó. Rồi cái kim kia là kim giờ. Cái con bấm vào khối lệnh lập trình của kim giờ thấy xem nào. Đó, cái phút hiện tại của con có phải là nhân với 30 không? Mà là nhân với 0 phẩy mấy? 0,5. Được không? Đặt thướng bằng giờ hiện tại nhân với 30 cộng phút hiện tại nhân 0,5. Đằng sau này con thay cái khối lệnh của nó đi. Ở đây này. Đó, bên sau, đấy là phút hiện tại, đúng rồi, phút là đấy là đúng rồi. Cái đấy là phút, con để đấy là phút là đúng rồi. Nhưng mà nó phải là nhân với 0,5, đúng không? Vì sao nhân với 0,5 thì trong cái nội dung của buổi trước thầy đã giải thích với các bạn rồi. Rồi con bấm vào lá cờ xanh lại thế nào, sẽ có vấn đề gì không? 0,5 nhé, con nhập là 0,5. Đó, 8 giờ kém mấy rồi? Rồi gần đúng rồi đấy, đúng rồi đấy, đúng không? Mạnh Dũng đã thấy cái Ạ. nó chạy đời khác chưa? Nó không còn nằm ở vị trí đấy nữa, đúng không? Rồi, Theo có Vâng nhận ạ. xét về cái phần dự án của Mạnh Dũng như sau. Con phóng to chương trình lên. Thứ nhất là về phần đồ họa. Thì Theo thấy ở đây đó là về cơ bản thì các màu sắc ở đây thì cái mặt đồng hồ thì cũng nổi rồi. Nhưng mà thầy góp ý này, cái ô thứ ngày tháng năm của con thì nếu như mà con sắp xếp lại như Phúc Lâm nói ấy, thì con có thể trải đều nó ra hơn thì nó sẽ được đẹp hơn đúng không? Con nhìn thấy không, ô thứ và ô năm ấy kìa, hai cái mép bên phải và bên trái của nó chưa được cân nhau đó, thì con có thể kéo cái ô năm giãn ra phía bên ngoài bên tay phải một chút, giãn bốn cái ô này cho nó cách đều. Mạnh Dũng nhớ chưa?
Đó, khi nó cách đều nhau thì những cái ô này nhìn của con nó sẽ được đều và đẹp mắt hơn. À, cái từ thứ ngày tháng năm thì con có thể viết hoa chữ cái đầu từ thứ kìa. Con nhìn thấy không? Đó thì nhìn nó sẽ được đẹp hơn. Tiếp theo là cái phần cái phần mà bên dưới là cái ô hiển thị ấy, cái biến ấy. Cái biến ở đây đó là thể hiện của cái thứ ngày tháng năm ở bên dưới, thì theo thấy là con để như vậy nó hơi to, nó có thể thu nhỏ lại một chút xíu cũng được, hoặc là thu nhỏ cái chữ thứ đặt lên trên, đúng không? Thì khi mình để cái biến này vào thì nó hiển thị thì nhìn nó sẽ được đẹp mắt hơn, được chưa? Đó thì cái phần thứ ngày tháng năm thì con có thể căn chỉnh lại nhìn cho nó đẹp mắt hơn nhá. Cái phần thứ hai thì như bạn Nhật Minh có chia sẻ, đó là cái kim đồng hồ của con khá là to. Thì cái phần này thì Thảo cũng đã có nhận xét trong cái phần bảng tổng quan theo dõi lớp học, có nhận xét đối với cái bài này của Mạnh Dũng, thầy góp ý đó là con nên thiết kế cái kim này nó nhỏ lại hơn, đúng không? Nó hơi to. Đó, ba cái kim này thì mình không nên thiết kế nó cùng một kích thước. Thông thường ở đây cái kim dây của chúng ta nó sẽ có kích thước là nhỏ gì nhỏ và mảnh hơn, đúng không? Hai kim kia thì con để nó như vậy cũng được, nhưng mình có thể, nhưng mà cái kim dây này thì Thảo thấy là mình nên bố trí lại, kể cả hai kim giờ và phút thì con có thể thu nhỏ hơn cái kim lại một chút xíu nữa thì nhìn nó sẽ cân đối hơn và nhìn theo nghĩ là nó sẽ được đẹp hơn. Mình Dũng hiểu chưa? Vâng À, ạ. và ở đây thì Mạnh Dũng rồi đó là về phần đồ họa nhé, là thầy giáo có chia sẻ như vậy. À, thứ hai là về cái trải nghiệm sử dụng thì vừa rồi thì theo thấy là con click chuột vào lá cờ xanh và thấy cái đồng hồ nó cũng đã chạy, đúng nhỉ? Tuy nhiên thì nó bị lỗi một chút xíu ở cái phần lập trình cho cái kim giờ, thì theo vừa chỉ con cái cần cách khắc phục của nó rồi, thì Mạnh Dũng cũng đã xử lý xong được cái phần lỗi đó rồi. Cái phần tiếp theo theo muốn chia sẻ ở đây đó là cái phần sáng tạo. Ở đây thì con cũng đã sáng tạo là thêm được cái phần chức năng đó là dừng dừng lại, đúng nhỉ? Dừng lại ở đây thì con vẫn để giống như của Phúc Lâm lúc đầu, đó là dừng lại toàn bộ, đúng không? Đó, dừng lại toàn bộ. Và cũng giống như của Phúc Lâm thì Thảo có chia sẻ là con có thể là khi mình dừng thì mình nên dừng cái âm thanh thôi, còn cái đồng hồ thì mình cứ để nó chạy không sao cả, đúng không? Thì mình chỉ cần là dừng cái phần âm thanh, mình sửa cái lỗi, à không phải lỗi mà có thể sửa lại một chút cái chức năng, là mình cái nút này thì áo nghĩ là con chỉ cần để dừng lại cái phần dừng âm thanh là được, được không? Còn nếu như con muốn thì con có thể để như vậy, nó cũng không sai. À, thầy áo hỏi Mạnh Dũng một chút, đó là tại sao con lại để cái phần nút trả lời hiển thị lên trên mặt đồng hồ thế kia? Ý tưởng của con như vậy, thầy áo muốn hỏi là tại sao con lại muốn để cái nút trả lời ở trên đó? Con hay để cái nút đồng cái nút trả lời ở trên đấy thầy ạ. À, con hay để nút trả lời, nhưng mà mục đích để làm gì? Thầy giáo muốn hỏi là cái mục đích. Mục đích của con là muốn để cái nút trả lời ở trên đấy là để làm gì hả Mạnh Dũng? Để nó trả lời cho con thầy ạ. Trả lời, nhưng mà thầy đang muốn hỏi là để trả lời cái gì? Trả lời là khi mà mình đặt đồ giờ báo thức mà xong thì nó sẽ hiện lên cái chữ đấy thầy ạ. À, nó sẽ hiện lên cái giờ phút báo thức ở đó, ở cái phần trả lời đó, đúng không? Vâng. Ừ. À, cái phần trả lời này thì Théo chia sẻ với Mạnh Dũng như này nhé. Cái biến trả lời này thì nó sẽ lưu cái giá trị cuối cùng mà chúng ta nhập vào từ bàn phím. Ở đây chúng ta sẽ cần, trong cái bài này chúng ta sẽ cần phải nhập hai giá trị. Một đó là giá trị của giờ báo thức. Vậy ví dụ bây giờ con đặt là 20 giờ báo thức, à, 20 giờ 5 phút đi là báo thức. Vậy cái giá trị đầu tiên con nhập vào là 20 giờ, thì lúc này cái biến trả lời của con nó sẽ hiển thị lên chữ 20, đúng không? Nhưng sau đó con lại phải nhập thêm một cái thông tin thứ hai, đó là thông tin về phút báo thức. Mà trong cái thông tin phút báo thức này con cũng phải nhập từ bàn phím. Và khi con nhập từ bàn phím thì lập tức cái nút trả lời này nó sẽ lưu cái giá trị cuối cùng. Nó sẽ lưu cái giá trị cuối cùng khi chúng ta nhập vào. Vậy nó sẽ báo là 5 phút. Vậy nếu như con để cái phần trả lời như thế này lên trên này thì nó chỉ hiển thị được ra cái phần phút báo thức thôi, mà nó không thể hiện được cả cái chức năng, đó là chức năng gì? Chức năng giờ, hiện được cả cái ô giờ báo thức mà nó chỉ hiện được mỗi phút báo thức. Thì vì vậy nếu như nó để nguyên như vậy thì Thảo thấy nó chưa được hợp lý. À, nếu như con muốn hiển thị được cái phần chức năng giờ và phút báo thức giống như của bạn Phúc Lâm chẳng hạn, à, thì con có thể tích vào cái phần, con có thể vào cái phần biến số ấy,
con tích cho thầy giáo vào cái phần giờ báo thức và phút báo thức kìa. Đó, con nhìn thấy không? Con tích vào hai cái biên đó. Giờ báo thức và phút báo thức. Đó, và phút báo thức. Con tích vào cái biến trả lời để có thể ẩn nó đi. Nó nằm ở trong cái mục cảm biến ấy. Con vào mục cảm biến. Đó. Thì lúc này nó sẽ có hai cái ô là giờ báo thức và phút báo thức. Vậy nếu như con muốn đưa cái thông tin này ra ngoài, à của bạn Nhật Minh, Nhật Minh có nhắn tin hỏi thầy cách mà chúng ta để hiển thị cái ô giờ báo thức và phút báo thức ra ngoài đúng không con? Ừ, vậy thì Nhật Minh sẽ quan sát luôn cái cách mà thầy Áo hướng dẫn cho Mạnh Dũng nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào phần biến số, Nhật Minh và Mạnh Dũng chú ý nhá, vào biến số tích vào cái ô giờ báo thức và phút báo thức, lúc này nó sẽ hiển thị ra trên phần sân khấu. Tiếp theo, chúng ta có thể vẽ cái ô giống như ô thứ ngày tháng năm ấy kìa. Đúng nhỉ? Sau đó chúng ta viết cái chữ là giờ báo thức và bên dưới là một cái ô nữa là phút báo thức. Sau đó chúng ta kéo hai cái biến này đặt vào phía trong giống như cách làm của ô thứ ngày tháng năm. Nhật Minh và Mạnh Dũng hiểu chưa? Con nháy đúp hai lần vào cái phần đấy là được. Nháy đúp vào. Nháy đúp vào cái đấy. Đó. Nhưng con để kéo riêng nó ra. Nhớ đấy là giờ, đấy là phút báo thức nhá. Rồi. Thì tí nữa con có thể vẽ thêm, con vẽ thêm, thiết kế thêm hai cái ô hiển thị, hai cái ô hiển thị hình chữ nhật hoặc cái hình gì đó mà con muốn. Ví dụ Hoài An thì dùng hình trái tim đấy, thì chúng ta có thể chọn nhé. Thì chúng ta sẽ chọn cái phần một cái, à, hai cái ô như vậy, sau đó chúng ta đặt hai cái biến này vào, thì chúng ta sẽ hiển thị được cái phần giờ và phút báo thức ra. Mạnh Dũng hiểu chưa? Nhật Minh hiểu cách làm không con? Vâng. Ừ, đó. Thì buổi sau Nhật Minh chưa thuyết trình thì Nhật Minh có nhắn hỏi thầy cái phần đó thì thầy sẽ hướng dẫn và Nhật Minh về nhà sẽ làm cách làm tương tự. Đó, nếu như Mạnh Dũng chỉ để nguyên cái phần cái phần biến trả lời đó ra ngoài thì nó sẽ chỉ lưu giá trị cuối cùng khi con nhập vào. Đúng nhỉ? Thì khi mình sẽ không nhìn thấy được cái giờ báo thức của nó. Thì nếu như con làm cái cách như thầy vừa hướng dẫn thì con sẽ nhìn được cả hai. Tuy nhiên nếu như con để hiện tại thì nó sẽ không được đẹp. Đó, thì con về nhà con sẽ thiết kế hai cái ô hiển thị cái phần đó và con đưa nó vào phía trong giống như ô thứ ngày tháng năm. Mày Dũng hiểu phần đó Vâng ạ. không? Rồi. Theo có đánh giá chung cái phần dự án của Mạnh Dũng, phần thuyết trình của con thực hiện tốt. À, phần dự án thì theo có đã có phần góp ý chủ yếu ở đây là về phần đồ họa. Thì về nhà con có thể chỉnh sửa lại một chút xíu cho nó cân đối và nhìn cho nó hài hòa hơn. Thì cái dự án của con nó sẽ được thực hiện tốt hơn nhá. Còn cái lỗi về phần lập trình một chút xíu ở lập trình cho kim giờ thì thầy đã hướng dẫn con chỉnh sửa và đã khắc phục xong. Được chưa? Rồi, thầy Vâng khen ạ. mình thêm nhá.